Rồi, xin chào tất cả anh em ha, đến bãi biển Dũng Chặn, Bình Thủy Thơ ha. Nay em sẽ về một số lô mai đẹp hàng tuyển chọn cho anh em ha. Đây là thứ nhất là cây mai tứ quý, mã số là M1. Dạ lắm em. Cây mai tứ quý ha. Hoành 22. Hoành 22 đo cái cũ rồi. Hoành thân 22 đo cái cũ bao nhiêu? Cũ này 35. Cũ 35, chiều cao luôn em ơi. Chiều cao 1m25. 1m25. Cây mai tứ quý ha cô chú anh chị, đế rất là đẹp, củ nở ha. Mã số là M1. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em một số điện thoại là 036 450 4945. Rồi tiếp tục là cây mai vàng có mã số M2, dáng cũng rất là quái ha, có cái đuôi quái nè. Hoành 35. Hoành 35. Cao 50. Cao 50. Đế quái nha cô chú anh chị. Mã số là M2. Cây nó muốn lên xù ha. Đây, chỉ cho cô chú anh chị xem ha. Nó muốn lên xù nè. Rồi, nè. Ha, quan dừng lại. Đó, nó muốn lên xù ha cô chú anh chị. Đó. Nè. Cô chú anh chị nuôi về nữa lên xù ha. Rồi, mã số M2. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. 1,9 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục, cây này cực kỳ đẹp quái luôn nè. Đó, cây M3 luôn ha, quái gì cana luôn. Hoành 26, hoành trên này nha cô chú anh chị. Hoành 26. Cao 30. Chiều dài thân đây. Củ đế 68. Chiều dài thân. Chiều dài thân là 49. 49. Mã số M3. Đó, cây rất là quái gì luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,6 triệu ha, bao rẻ luôn, 1,6 triệu. Rồi cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945. Rồi tiếp tục cây M4 cũng quái dị cana luôn cô chú anh chị ơi. Tử luôn. Đó, M4. 21 hoành. 21 hoành. Cao 29. Cao 29. 67. 67. Mã số M4. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu thôi ha, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em với số điện thoại là 036 450 4945. Rồi M5. Cây này đây là cây mai dảo ha, mai dảo hột ha cô chú anh chị. Hoành 17. Hoành 17. Cao 26. Rồi đông nguyên cũ rồi. 54. Cái này cây dảo hột ha cô chú anh chị. Đó, cây dảo hột quá trời củ đế rất là quái. Mã số là M5. Đặt luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em số điện thoại là 036 450 4945. M6. Rồi M6. Cây cũ cũng khá là quái ha. 24 hoành. 24 hoành. Cao 30. Cao 30. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi, bao ship toàn quốc luôn. M6 900. Củ đế rất là đẹp. M7. M7 đây cây mai tứ quý ha, dáng bay khá là đẹp. Quay cho anh chị lại. Cây này toàn chim hơi miếng cho cô chú anh chị xem. Rất là đẹp. Hoành 27. Hoành 27. Chiều dài bay là 44. Chiều cao là 37. Cây rất là khéo đẹp hả cô chú anh chị. Già nứt cho me cho nha. Mã số M7. Mai tứ quý ha. Cây rất đẹp cô chú chị ơi. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. M7 1,7 triệu. Cây rất là đẹp. M8. Quái dị cana luôn. Cây mai vàng M8 để rất là đẹp luôn ha. Hoành 25. Hoành 25. Cao 33. Có cái nhánh tử sao rất là đẹp hả cô chú chị. M8. M8 ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu thôi ha, bao ship toàn quốc luôn, bao rẻ luôn, 1,5 triệu. Rồi cô chú anh chị liên hệ với em số điện thoại là 036 450 4945. Thôi vậy được rồi. Rồi qua bên kia. Cây tử quý này quá trời để luôn hả cô chị.
cây này cái bầu á nó không được chắc nha cô chú anh chị, tại vì em bứng nó, cái đất nó cứng quá đó, nó hơi bể bên này em đắp xi dừa vô nè, nhưng mà cây rất là ok ha, bầu còn đất ở trong ha, còn màu đất nguyên ở trong á, nhưng mà ở ngoài này nè rễ nó đất nó cục á, nó hơi vỡ ra, em đắp xi dừa vô cho nó cứng. Hoành 27 như cây mới đào không nghe cô chú anh chị. 68 bay đó, cây rất là đẹp luôn. Mã số M9, đây cây mai tứ quý ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn. Ồ, đế rất là đẹp. M10. Rồi tiếp tục đây M10, đây cũng là cây mai tứ quý ha. Có thằng thuốc trên này luôn nha. Có thằng trên đi. Hoành 19. Hoành 19. Cao 1m12. Cao 1m12. Kháo quái luôn. M10 ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k ha, bao ship toàn quốc luôn. M10 900. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi M11. M11 ha. Đó, để rất là đẹp rồi ngừng lại. Đó. Hoành 21. Hoành 21. Cao 33. Cao 33. Để rất là đẹp rồi chú chị. Đây cây mai tứ quý luôn ha. M11. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Cô chú anh chị liên hệ với em số điện thoại là 0364504945. M12. Rồi tiếp tục M12, cũng là cây mai tứ quý. Hoành 21. Hoành 21, đo nguyên cụm dưới đây. Cao 95. Cao 95. Hỏi đâu cái thằng chơi dính ở chỗ đó đó. Thằng nguyên cụm luôn là 28. 28. M12. Mã số là M12, cây mai tứ quý ha, cốt cành cũng khá đều ha cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi ha, em bao ship toàn quốc luôn. Đó, quá rẻ rồi cô chú anh chị ơi. M13. M13, cây mai vàng. Đó, cây rồi ngừng lại. Cây khá lực ha cô khá chú lực. Hoành 36. Hoành 36. Cao 60. Cao 60. Rất là đẹp. Hoành 36 nha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu ha. M13. M13, 1,7 triệu. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. M14. M14, đây cũng cây mai vàng. Cây này nó muốn lên xù, xù nách nè cô chú anh chị. Nè ha. Mấy cái nách này nó muốn nổi xù lên nè. Hoành 21. Hoành 21. Cao 76. Cao 76. Rồi, cây mai vàng. Mã số M14. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu thôi ha. Bao ship toàn quốc luôn. M14 1 triệu. M15. Rồi, M15. Cây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Quá gì? Rồi, dừng lại. Củ đế quá trời củ đế của chú chị ơi. Hoành 30. Hoành 30. Cao 33. Cao 33. Rồi, củ ơi. Củ 70. À. Hàng quá dữ. M15. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1,6 triệu ha. M15 1,6 triệu. À, củ rất là dữ luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0364504945. M16. M16. Củ quá đẹp luôn. Củ quá đẹp. Củ chân rồi, chân tay đi trước rồi, quá đẹp ha. Hoành 27. 27 hoành. Cao 39. Cao 39. 80. Đế là 80. Đó, quá trời đẹp của chú anh chị ơi. Mã số M16. M16. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị 1,5 triệu thôi ha. Bao ship toàn quốc luôn. Quá rẻ luôn. 1,5 triệu luôn. M17 thú luôn. M17 cũng thú luôn. 4 chi đầy đủ ha. Đó, rồi đâu hoành đi em. Hoành 22. Hoành 22. Cao 32. Cao 32. Chiều dài cũng thú là 30. Đó. Mã số M17. Rồi, thú này giao lưu với cô chú anh chị là 1,4 triệu. À, 1,4 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. M17. M18. Rồi, tới M18.
cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao là 39. Chiều cao là 39. M18. M18 cô chú anh chị. Cái này đế cũng khá đẹp ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 900k ha, bao ship toàn quốc luôn. M18 rồi tới M19. Cây này cũng khá đẹp ha, chi tay có đủ hay của chị ơi. Hoành 24. Hoành 24. Cao 70. Cao 70. M19. M19. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu đó ha, bao ship toàn quốc luôn. M20. Rồi M20. Cây rất là quái dị cana luôn ha. Rồi đó thăng trên này. 23. Đây thôi, cũ chỗ này thôi. 39. Rồi chiều cao. Chiều cao là 52. Chiều cao 52. Mã số M20. Cũ rất là quái ha cô chú anh chị. Đây quay lại gần cho cô chú anh chị xem. Khoan nó bị dở rồi ha. Nè. Mà cái lỗ này nó lạnh trên ha cô chú anh chị. Kéo xẹo thôi, kéo thôi nè. Em tha keo lại thôi. Cái này nè, đục. Đục tha keo lại liền hết ha. Rồi sẽ kéo xẹo rồi ha. Rồi M20. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1.3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. M21. Rồi cây M21. Cây khá đẹp luôn. Cây khá là đẹp ha. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao là 99. Chiều cao 99. Cây cốt kình đế rất là đẹp. Lắc ha. M21. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.4 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945. M22. Rồi M22. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 1m3. Chiều cao 1m3. Cây này sống khỏe ha cô chú anh chị. Đâm chồi quá trời đâm chồi. Đâm chồi rất là dữ luôn. Chi tay đi chân ha. Rồi mã số M22. Rồi M22. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.4 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. M22. 1.4 triệu. Rồi tiếp tục đây là cây trang vàng lá chung nha anh em. Cây hàng khủng nha. Trang vàng lá chung rất là già. Khoan khoan từ 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 thôi. Cây già nứt cho mẹ chân hơn anh em. Già nứt cho mẹ chân. Già cực kỳ già ha. Trang vàng lá chung. Kiếm cây này bị lớn cũng hơi khó ha. Rồi tổng hoành như em ơi. Tổng hoành là 89. Tổng hoành 89. Chiều cao thôi được rồi. Chiều cao là hết thước. Mét rưỡi. Chiều ngang cũng cỡ đó nha cô chú chị. Chiều ngang cũng cỡ mét rưỡi. Rồi quay sơn vòng của chú chị xem. Cây trang vàng lá chung. Em quay lại bộ đế cho cô chú chị xem nè. Đế cũng khá khủng ha. Rồi em đo hoành thân lớn nhất luôn ha. Rồi đo thằng thân lớn nhất bao nhiêu? 13. 13 hoành. Cây khá khủng nè cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu rưỡi thôi ha. Bao rẻ luôn rồi đó. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. 6 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Trang vàng lá chung. Cây cũng cây bị lớn mà muốn tìm cũng hơi khó ha cô chú anh chị. 6 triệu rưỡi bao ship. Rồi trang vàng lá chung. Rồi xin chào cô chú ha. Nguyên cũ là 32. Nguyên cũ là 32. Chiều cao 16. Chiều cao 16. Rồi quay sơ dòng. Mã số là T1. Giống con gà vậy nha cô chú anh chị. Rồi cũ này giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. 700. Quá rẻ luôn. Mã số là T1. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945. Rồi T2. Tiếp tục cây mã số T2. Em đâu cũ nha cô chú anh chị. Cũ 25. Cũ 25. Cao 16. Cao 16. Tại cây này cũ không à. Tại mấy cây này cũ không à. Em đâu cũ ha. T2. Rồi cũ này giao lưu với cô chú anh chị là 700. Bao ship. Bao sống toàn quốc luôn. Càng thang này rất là dễ sống. Cô chú anh chị yên tâm ha. T3 quái dị cà na luôn. T3 cũng rất là quái dị cà na luôn. Nguyên cũ là 439.
À, đo ngay củ, ngay thước dây nghe của chú chị. Cao là 15. À, đo sơ sơ vậy thôi chứ giờ cái cây này không biết đo như thế nào. Do đó cô chú anh chị nhìn sơ sơ để đón nó ha. Chứ em không biết đo như thế nào rồi cô chú anh chị ha. Củ này nó sắn nha. Rồi quay, mày quay đó. Mã số là T3. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là cũng 700k luôn ha. Em bao ship, bao sống toàn quốc luôn. Cái thằng này gặt là dậy sống. T4. Rồi mã số T4. À, củ này cũng khá quái. Củ này thì nó hơi nhỏ hơn cái củ khác. Hoành 24. Hoành 24. Cao 22. Cao 22. À. Đo củ nha cô chú anh chị. T4 rồi, T4 là giao lưu với cô chú anh chị là 600k, bao ship, bao sống toàn quốc luôn. T5. Rồi, T5. À, T5 này đó cái thân này cái củ nó không được cái. Bệnh nhiêu? 14. Hoành 14. Cao 30. Cao 30. À, cũng khá đẹp á. Mã số là T5. À, rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 600k thôi, bao rẻ luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em một số điện thoại là 0364504945. À, củ này rất là đẹp. T6, mã số là T6. 25. 25 hoành. Cao 22. Cao 22. Rồi T6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k. T6 bao ship bao sống toàn quốc luôn ha. T7 ha. Củ này cũng khá là quái. À. 30. 30 hoành. Cao 20. Cao 20. À, khoan, cái củ này nó có bị cái thẹo chỗ này nè cô chú anh chị. À. Mã số là T7. Rồi T7 giao lưu với cô chú anh chị là 600k ha. Bao ship bao sống toàn quốc luôn ha. T8. Đo thân nghe cô chú anh chị. Ừ, củ này cũng khá là quái đó, nhưng cái này bự thì em đo thân. 15. Anh 15. 31. 31. À. T8. Rồi T8 600k, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0364504945. T9. Khá là đẹp. Hoành 15. Hoành 15. Cao 40. Cao 40. T9. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 700k. T9 700. Bao ship bao sống luôn nha cô chú anh chị. T10. T10. Đó. Khá đẹp luôn cô chú anh chị. Thằng cũ được rất là đẹp. Đó. Đo cái cũ hay cô chú anh chị. Cái này em đo cái cũ ha. 24. 24. Cao 27. Cao 27. Mã số là T10. Rồi T10 cũng 700k, bao ship toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0364504945. T11. T11 cái cũ cực kỳ quái luôn nha cô chú anh chị ơi. Quá trời cái cũ luôn. Như con ốc sên vậy. Hoành 29. Hoành 29. Cao 22. Cao 22. À. T11. Rồi T11 700k. 700k. Bao ship bao sống toàn quốc luôn. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0364504945. T12. T12. Quá trời mấy củ này quái gì cà na luôn cô chú anh chị ơi. Đo nguyên cái củ nha. Em không có đo thân nha cô chú anh chị. Hoành 32. Nói trước cho cô anh chị xem ha. Tại vì cao thân, 22. Tại thân hơi nhỏ nên em không có đo thân, em đo củ không ha. À. Mã số T12. Rồi T12 này 600k thôi. Bao ship bao sống toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. T13. T13. Đó, củ này cực kỳ quái luôn. Đó. Mấy cây này quái gì cà na không có giống gì chơi gì, chơi bonsai rất là đẹp. 34 hoành. 34 hoành. Chiều cao 16. Chiều cao 16. À. T13. Rồi, cây này 700k của chú anh chị ơi. 700. T14. T14. Hàng cũng rất là quái gì cà na luôn đó. Cái cũ rất là quái luôn. Em đo cũ nha. Báo trước cho anh chị thấy đồ cũ 34 hoành. 34 hoành. Cao 25. À, nói là em đo cũ nghe cô chú anh chị. T14 này cũng 700k. Bao ship toàn quốc luôn. T15. T15.
Đó, cái này thì cũng hình giống như con thú à. Này, cái này thì em đo thân ha. Hoành 15. Hoành 15. Cao 37. Cao 37. T 15. Rồi, T 15 này giao lưu với cô chú anh chị cũng 700k. Bao ship luôn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị liên hệ với em số điện thoại là 036 450 4945. T16. T16. Ồ, cái cũ quá trời đẹp luôn. Trồng do luôn. Hoành 25. Hoành 25. Cao 30. Cao 30. T 16. 16. Rồi, T16 này cũng 700k luôn nha cô chú anh chị. T17. T17. Ồ, quá trời cũ quái luôn cô chú anh chị ơi. T17. 32. 32. Cao 17. Cao 17. T17. T17 ha cô chú anh chị. Ồ, quá trời cũ luôn. T17 700k, bao ship bao sóng toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, T18. Cũ khá là quái. Cũ nào cũng quái gì chứ nha cô chú anh chị. Hoành 29. Hoành 29. Cao 28. Cao 28. Rồi, cũ này giao lưu với cô chú mã số em ơi. T18. Rồi, T18 600k thôi ha cô chú anh chị. 600 thôi, bao rẻ luôn. Về mình chơi quái quái rồi mình chơi ha. T19. T19. À, cũ này khá là đẹp nè. À, rồi đòi cũ đi. 24. Cao 26. Mã số T19. Rồi 700k của chú anh chị ơi. Bao ship luôn của hai cô chú anh chị. Bao ship bao sóng toàn quá. T20. T20. Ồ, quá gì cà na không nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Ồ. À. Hoành 31. Hoành 31. Cao 23. Cao 23. Mã số T20. Rồi cũng 700k. Cô chú anh chị liên hệ với em với số điện thoại là 036 450 4945. T21. T21. Rồi cây này cũng quái dị cà na luôn. 27. 27 hoành. Cao 25. Cao 25. Mã số T21. À, T21 này 600k ha cô chú anh chị. 600k, bao ship toàn quốc luôn. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. T22. T22. Ồ, à, cũ này rất là quái luôn, quái dị cà na luôn. Cũ là 25. Cũ 25. Cao 20. Cao 20. À. Mã số là T22. Rồi 600k, bao ship bao sóng toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Cần thăng này em bao sóng cho cô chú anh chị ha. Cần thăng này rất là dễ sống. Quái dị luôn. Quái dị luôn. T23. Đó. Hoành 37. Hoành 37. Hoành cũ nha cô chú anh chị. Cao 16. Cao 16. T23. T23. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. Cây rất là quái luôn ha. Để đẹp. T24. T24. Rồi cây này cũng quái dị cana luôn, thăng xoắn luôn. Đó. Rồi cái cũ bao nhiêu? 22. 22. Cao 28. Cao 28. Rồi mã số T24. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 600k thôi, bao ship bao sóng toàn quốc luôn. T25. T25. Hoành cũ là 29. Hoành cũ 29. Cao 25. Cao 25. T29. Rồi cái này T25. T25. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị chỉ 600k thôi, bao ship bao sóng toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để em tiếp tục để săn tìm những phôi mới lạ độc cho cô chú anh chị ha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau.